Thương người tha thứ cho người là hạnh phúc lớn nhất. Thương người mà không tha thứ cho người là do buộc ràng con người, nên mình không được hạnh phúc. Mình thương chồng thương vợ nhưng phải tha thứ cho chồng và cho vợ. Lỡ mình có vợ, mình thương vợ mình, vợ mình nó đi làm xa, hoặc là nó lỡ bị người ta dụ dỗ gì, lỡ nó có những sự cố gì trong cuộc đời nó, mình làm chồng là đàn ông mình bao dung tha thứ. Thương người thì phải tha thứ cho người thì mình mới được hạnh phúc. Rất là nhiều người chúng ta thương nhưng mà quay lại hận. Thương mà chỉ cần một cái gì trở ngại một chút, chạm tự ái mình là thành hận liền, đúng không? Ví dụ như quý vị thương chồng mình cực kỳ thương luôn, mà lỡ chồng mình ra ngoài mà biết chồng mình có vợ bé hay gì đó là mình quay hận. Nếu mình hận thì mình mất chồng, còn mình bao dung thì mình còn chồng. Chồng của mình đi có vợ bé, nó đi thuê nhà thì vợ bé ở, là nó tự ra khỏi căn nhà của mình. Mình bao dung thì mình ở căn nhà lớn, nó đi ra căn nhà nhỏ. Thấy chưa? Mình vẫn ở căn nhà lớn và mình chân thật sống tốt dạy con, thì con mình tôn trọng mình hơn tôn trọng cha nó. Cha nó đã bị thiếu sót, tội nghiệp ông. Nên mình bao dung thì mình được căn nhà lớn, mình được con, mà lâu lâu thì chồng cũng về với mình, mình cũng được chồng. Hiểu không? Nó có mắc gì không? Nó đi rồi nó đi về, bị khám sức khỏe rồi có mắc gì không? Không mắc một cái gì hết, đúng không? Anh vẫn là anh như thở nào, có gì mà mắc hở em ơi? Hiểu không? Hiểu chưa? Nó còn lỡ vợ của mình mà cái gì đó thì mình cũng phải bao dung và tha thứ. Hiểu không? Thì nó vẫn là em, vẫn là em như thế nào, có gì mà mắc hở anh ơi? Có mắc cái gì đâu, đúng không? Trời ơi, cái thằng này còn bỏ mà nó cứ là nghĩ rằng là mắc cái gì đó rồi sanh ra quán hận. Đến với cái cuộc đời này nó đều là nhân là quả hết trơn. Vợ mình hay chồng mình nó đều có nhân có quả phải trả. Trong thời điểm đó phải trả như vậy thì phải trả như vậy. Mình lại không chấp nhận thì nó chen vào cái nghiệp thành hận, hận thù cộng nghiệp. Thấy chưa? Nếu hiểu được nguyên lý này thì tự nhiên hóa giải cái nghiệp liền. Đó nên mới nói câu là thương người tha thứ cho người thì là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình. Học Phật nên bao dung đi quý vị. Vì cái thân này còn bỏ mình mà không bao dung, không bao dung cũng mắc à. Nên bao dung đi, mở rộng tâm lượng ra một chút. Mình nói đây không phải là mình dạy người ta đi hư, nhưng mà mình nói đây là mình gặp sự cố mình biết bao dung. Hiểu không? Chứ con người nghe đạo rồi thì người ta tự nhiên chung thủy thôi. Nhưng mà cái nghiệp duyên gì, sự trở ngại gì trong cuộc đời thì thôi mình bao dung đi. Hiểu không? Nên mấy bà mà hận chồng hay là mấy ông hận vợ đó, thôi mình cũng đã có những thời gian ở bên nhau rồi, bây giờ hận làm gì cho nó mệt ha. Nên cố gắng niệm Phật, tin sâu nhân quả, chấp nhận những việc tốt hay xấu đến với chúng ta. Người sống như vậy thì tâm bình khí hòa. Nên việc tốt việc xấu đến với mình thì mình cũng phải tin sâu nhân quả thôi, chứ không phải là trong cuộc đời chúng ta cứ chi cầu cái tốt hoài. Bây giờ muốn tốt không? Muốn tốt là cái gì? Cực lạc á. Ở cực lạc không có một chút gì xấu chứ. Còn ở cõi này nó có tốt gì nó cũng có xấu, mà có xấu gì nó cũng có tốt. Hiểu hay không hiểu thôi. Đó, quan trọng nha. Mỗi ngày nhớ Di Đà, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Tuy thân còn ở Ta Bà nhưng tâm luôn gỡ ở Tây Phương. Nếu mà như vậy thì tuyệt vời quá quý vị à. Quá tuyệt vời rồi. Nên tập đi. Nên mỗi ngày nào những đứa cũng một câu ai Phật niệm đến cùng để nhắc nhau á. Nhắc nhau là chúng ta nên gầy dựng cái tính tâm tính nguyện này để mà mình tu cầu giải thoát. Nên mới vô chia sẻ Phật Pháp với quý vị là cái đề gì? Gương mặt tươi vui là duyên là phước liền, thấy chưa? Thấy không? Cười cái coi. Quý vị coi, hồi tối như Đức nói chuyện với mấy cô trong chùa, như Đức nói một câu vậy nè. Như Đức nói thật luôn, nói với mấy cô. Như Đức nói nè,
Như ngày xưa những đứa ở ngoài đời là tuy nghèo xấu nhưng mà có người ai cũng có mơ mộng, thì cũng nghĩ mong ước rằng là mình cũng có người vợ gì đó, gia đình bên vợ được được chút để mình cũng có chỗ nương dựa một chút, quý vị nghèo mà quý vị ha. Suy nghĩ nhỏ nhỏ thôi chứ không dám suy nghĩ lớn quá. Nhưng mà tối như Đức nói với mấy cô chùa mình khi ngồi họp, như Đức nói một câu này: nếu bây giờ đưa ra hai con đường cho như Đức chọn, một là bây giờ tự nhiên nhân duyên gì đó ha, có một người tự nhiên giao cho như Đức một công ty thiệt là lớn mà cho như Đức làm tổng giám đốc luôn, rồi xong những Đức được hai cô vợ cực kỳ đẹp như hoa hậu luôn. Mình lý luận mà quý vị thấy không, là một hướng ha. Hướng thứ hai là những Đức ở trong chùa nuôi các cụ già, đây là trước ngôi Tam Bảo nha, thật lòng trước ngôi Tam Bảo nói luôn, nếu cho những Đức làm tổng giám đốc và có hai người vợ cực kỳ đẹp luôn và một công ty thiệt lớn và một căn biệt thự luôn, những Đức vẫn chọn nuôi người già 100% luôn. Đây là trước ngôi Tam Bảo 100% từ tâm phát ra luôn, vẫn chọn nuôi người già. Vì mười mấy năm nay những Đức đang hưởng được cái sự hạnh phúc ở trong ngôi Tam Bảo rất là lớn, ngày nào những Đức cũng rất là vui. Và một năm những Đức dùng tiền ở chúng sanh rất là nhiều. Nếu như những Đức làm tổng giám đốc cũng chưa chắc những Đức dùng tiền như vậy cho chúng sanh. Không, nên những Đức chọn con đường mà tự tại thông dong vẫn là hay. Những Đức không có chọn một căn nhà buộc ràng. Quý vị thấy không, đi tu tự nhiên đổi quan niệm luôn, thay đổi hết tư tưởng quan niệm luôn quý vị. Cái sự tiêu cực những Đức thay đổi. Nên những Đức mong rằng những người học Phật ngồi đây nè, dù là một gia đình nhỏ vô cùng nhưng mà tâm của mình nó rộng lắm. Chứ đừng có một gia đình nhỏ đó nó buộc mình khổ quá quý vị. Dù bây giờ mình đang làm vợ làm chồng gì của người ta nhưng mà mình hiểu Phật Pháp rồi, mình hiểu là sớm muộn gì chúng ta cũng xa nhau thôi quý vị. Nên chúng ta đến thế gian này phiên nhau gì nè, sau này về cực lạc gặp nhau thấy thích lắm. Khuyên nhau chân thật là thập tu cho tốt. Nhất là cái pháp môn tịnh độ này hay dữ lắm, nó rất là hay. Có nghĩa là nó đơn giản vô cùng mà thành quả rất là lớn. Giống như mấy đứa nít nhỏ nhỏ này thôi mà biết niệm Phật là duyên phước của con dày. Nó thiệt luôn, 100% luôn. Chính cuộc đời những Đức là đi tu mới đổi số mạng. Quý vị coi nè, một con người mà sanh trong một gia đình nghèo, vô cùng nghèo luôn quý vị, gia đình nghèo lắm á, mà lại thiếu học nữa chứ, mà lại xấu nữa, trời ơi sao, đúng là nó thảm thương, nó không có được một cái gì. Bây giờ quý vị coi nè, sanh trong một gia đình nghèo, thiếu học, xấu, mẹ mất 5-6 tuổi, quý vị coi á, sát sanh hại vật đủ chuyện, năm 18 tuổi lên thành phố, đi làm mười mấy năm không dư mà còn hư. Coi, xấu, không học, nghèo mà xạo. Đúng là hết số luôn. Nghèo mà xạo. Thấy người ta mua đôi giày hiệu thì mình cũng mua đôi giày giống hệt mà mua đôi giày Sida. Thấy người ta mang mắt kiến đen ngon lành, mắt kiến xịn, ông chủ mang mắt kiến xịn cũng mua cái mắt kiến Iran, ổng mà thật sự mua mắt kiến chợ chờ. Thấy người ta ngồi uống cà phê, gác chân đồ, nhịp chân đồ, cầm điếu thuốc đồ, thấy quay quá, không biết uống thuốc mà cũng ngồi nhịp chân hút cái kéo vô cái sặc bỏ mặn. Làm giống hệt người giàu, rất thích làm người giàu mà nghèo. Mà nghèo mà thích làm người giàu. Mười mấy năm không có dư một cát. Kể cho quý vị nghe bao nhiêu lần rồi. Để cho những con người bây giờ người ta gặp Phật Pháp, người ta có cơ hội để người ta tiến đến nè. Đây rõ ràng là trong mạng có tiền nè. Tính cỡ nào trong mạng cũng có tiền. Lạ như vậy. Không có tiền làm cỡ nào, tính cỡ nào cũng không có tiền luôn. Trời ơi, cuối cùng rõ ràng là bất đắc chí, không còn chí hướng nữa. Ngày nào cũng nhậu say xịt, từ quán xá cho tới vỉa hè, bờ kè, chợ láng hết. Chỗ nào có rượu có bia là uống. Nó uống rượu xong buồn ngủ nằm tại chỗ ngủ luôn. Hồi xưa trên thành phố mà thường là đi chơi khuya mà bữa nào không đi mà 1-2 giờ khuya bạn điện cũng chạy ra uống mấy ly bia Bình Đặng.
cũng vớt nữa, mai nửa đêm cũng đi uống nữa. Nghĩa là con người mình nghĩ rằng mình tiêu rồi, thôi bây giờ thôi không có con đường gì luôn rồi. Nhưng mà thật sự là muốn có một con đường, nhưng mà bây giờ mình không biết đường nào rồi, tiêu rồi. Rồi cuối cùng một ngày nào đó tự nhiên cái có người giới thiệu Phật pháp Nhận Đức. Nhận Đức là biết Phật pháp là được đến chùa Giác Ngộ của thầy Nhật Từ trên thành phố quận 5 nha. Từ quận nhất ra quận 5 thì đi thì cũng gần. Thì Nhận Đức của quận nhất. Mà ngày xưa Nhận Đức mà đi đến chùa quý vị, học quý vị biết rồi, Nhận Đức xấu nhưng mà Nhận Đức rất là thích người nữ. À, thích lắm. Đi chùa mà bữa nào cũng đèo hai đứa theo chứ. Mấy đứa làm trong nhà hàng á, cứ là tại mình thợ nấu thì mình đi chùa mình dẫn thêm hai đứa này. Mình nói là mỗi ngày anh đi chùa thì bữa nay anh chở hai em này, ngày mai em anh chở hai em kia. Cứ chở xe vòng vậy mà cấp Nhận Đức đi chùa, Nhận Đức kết duyên với nhiều đứa gái lắm nha. Nhận Đức chỉ được có một cái là Nhận Đức nói chuyện rất là vui. Nói chuyện vui, rồi đi đâu là ưa mua kẹo, mua bánh đem gì cho nó ăn. Nên nó thích mình chứ không gì chứ nha. Thì bữa nay thì mình chở hai đứa, đứa ngồi sau, đứa ngồi trước. Đi chùa bữa nào cũng chở được hai đứa, hiểu không? Trời ơi, mà chở được đâu mấy tháng, chở cũng muốn giáp vòng mấy đứa trong nhà luôn, hiểu không? Rồi quen thêm vài đứa đi chùa, đi đến chùa á. Rồi mấy đứa cũng tuổi chẳng tuổi mình mà có chồng mà cũng buồn đi chùa. Rồi gặp mình là cái dạng mà nói chuyện vui nên cũng quen nhau luôn. Rồi nói chuyện đi chùa đồ, mà đi đến chùa đồ cũng chịu tu lắm, nhưng mà bước ra là cứ ngồi băng ghế đá nói chuyện với gái không à. À, nhưng mà Nhận Đức đi chùa thì Nhận Đức từ từ Nhận Đức mới nhìn ra Phật pháp hay. Nó thật là Nhận Đức nhìn ra Phật pháp hay. Và trong lòng Nhận Đức nghĩ rằng là con đường này là con đường được nè. Con đường này được nè. Thì quý vị biết rằng là khi Nhận Đức biết Phật pháp là một tháng thôi là Nhận Đức ăn chay trường luôn. Ăn chay trường luôn á. Mà lúc đó Nhận Đức còn nấu đồ ăn mặn nha. Tại Nhận Đức là thợ nấu đồ ăn mặn. Thì quý vị biết rằng là Nhận Đức phát tâm ăn chay trường luôn. Và Nhận Đức quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm, Nhận Đức nói rằng là con bây giờ còn nấu đồ ăn mặn nhưng cái nghề phải làm, tại vì con không làm không biết sống sao luôn. Nhưng mà con nhất định con ăn chay trường. Nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm cho con niêm đồ ăn. Tại nấu mà không niêm thì kỳ quá. Vậy mà niêm trong vòng 10 ngày sau, Nhận Đức nói bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm giang hộ cho con khỏi niêm luôn mà vẫn nấu vừa ăn. Thì bắt đầu là khỏi niêm luôn. Một tháng sau thấy trong tâm mình thấy không được, ăn chay rồi bây giờ vẫn nấu đồ ăn mặn, sao lương tâm kỳ quá. Lúc đó tự nhiên đi đến một cái ngôi chùa ở Đồng Nai, một vị hòa thượng râu ria rồi cũng là pháp danh Đức, chữ Đức á, lâu quá Nhận Đức không có tới luôn, tu mặt tộc. Thế ông vừa gặp Nhận Đức ông nói con đi tu đi, con đi theo thầy đi, chùa thầy ít người lắm, con đi theo thầy sau này thầy giao chùa cho con. Thì mình nghĩ trời ơi, được ngôi chùa cũng ngon. Được ngôi chùa cũng ngon. Thì mình thôi mặc tông mặc gì, mình có biết mặc gì đâu. Thì có áo quần mặc là được rồi, thấy không? Thì bây giờ biết Phật pháp nhưng không có một phương pháp, không biết cái gì là một phương hướng, nhưng biết Phật pháp là tốt, thấy không? Thì quý vị biết rằng là Nhận Đức nói à được thầy, con cũng mắc cha mẹ rồi, con muốn đi tu là đi tu, con cũng không có vợ nữa, nên con muốn đi là đi à. À, khỏi cần hỏi ai chứ con đi là con đi thôi. Thì quyết định đi tu. Về thì có xe cộ bán hết, thiếu nợ ai trả luôn, xong hết trơn. Rồi bắt đầu đi chào bạn bè, đồ nhậu nhẹt đâu vào đó hết trơn. Nhậu nhẹt chào bạn bè luôn. Rồi quyết định đi tu. Rồi Tết năm đó về quê ăn Tết lần nữa. Là bắt đầu đi xuống Hà Tiên đồ, chơi đồ cho tơ bờ qua lá luôn. Còn tiền bạc sạch sẽ luôn. Rồi bắt đầu là đúng mùng 6 Tết, mà mới mùng 4 là nó gãy tay. Mùng 4 chạy xe tự nhiên té gãy tay. Cái đầu mấy người anh đồ trong nhà nói thôi đi tu mà giờ tay chân nó gãy rồi, tự nhiên sao móng chân gì nó thúi tùm lum tùm la. Rồi đi tu gì thôi để nó khỏe lên hết đi, đi tu nữa. Nói, à, để coi sao. Nhưng mà trong lòng mình nói nhất định mùng 6 phải đi. Nhất định mùng 6 phải đi, mày có gãy cục tay cũng đi. Thì đúng mùng 6 xếp đồ rồi, tại vì mình mắc cha mẹ mà ai quản thúc được mình, đi là đi thôi. Quải đồ lên vai rồi đi, thấy không? Rồi đi, quý vị biết rằng Nhận Đức đi lên thành phố. Thì tự nhiên Nhận Đức định đi đến ngôi chùa đó đó. Nhưng mà tự nhiên lên thành phố cái gặp cái thằng bạn mà đi đến chùa Giác Ngộ, nó nói có cái phá tu ở trên Đà Lạt.
có ngôi chùa niệm Phật vui lắm. Thôi bạn đi tu đi, mà cũng đi đến ngôi chùa đó một cái đi, rồi hả đi tu luôn. Nói, ờ cũng được, mình hứa vậy thôi chứ mình đâu có nói ngày nào đâu. Đi đi, sẵn lên Đà Lạt chơi chiến coi. Cái đi lên trên tỉnh Thất Quan Âm. Đi lên tỉnh Thất Quan Âm vừa bước đến nghe niệm Phật một phát thôi. Thì Đức nói, sao cảm giác nó thân quen gì đâu, nó lạ, ngộ ghê. Sao đến đây sao thấy thân quen quá. Thì tự nhiên ở đó tu 3 ngày xong, những Đức nói quyết định đến đây ở. Xong về nói với thầy, thầy đó đó nói là, thầy ơi, con đi tu, nhưng mà con không phải tu chùa thầy. Con đi đến cái ngôi chùa ở trên Đà Lạt con tu. Thầy hỏi chùa đó ở đâu? Là ở trên Đà Lạt tỉnh Thất Quan Âm. Chùa đó chuyên niệm Phật thầy. Thì ông thầy ông nói, à được, niệm Phật tốt đó con đi đi, con cố gắng nghe. Thì những Đức nói, dạ con cố gắng. Rồi là những Đức đi một khoát luôn tới bây giờ luôn. Tới bây giờ luôn là những Đức cũng không có trở về ngôi chùa thầy gì hết trơn. Là đi luôn. Tới bây giờ luôn những Đức cũng không về nhà luôn. Gần 14 năm. Rồi là niệm Phật luôn tới bây giờ luôn. Thì càng niệm Phật những Đức thấy càng thích. Mà càng tu thì càng hiểu thêm chút trong Phật Pháp. Càng tu thì hiểu chút trong Phật Pháp. Thì gặp, thì 14 năm nay cũng gặp bao nhiêu sự trở ngại, sự cố nhiều lắm quý vị. Nhưng mà mình thấy mình chỉ có cái mạng này thôi, không có gì phải lo. Nên vậy mà cứ tu. Vậy mà bất cứ việc gì thì cũng qua. Thì tới bây giờ thì quý vị biết rằng bây giờ thì mình thì không có chùa gì hết. Nhưng mà bây giờ được chùa Hộ Pháp ở đây, thấy không? Và thượng giao cho mình qua Đại Tùng Lâm một đạo tràng. Một đạo tràng Bảo Tháp Thiên Phật. Một ngôi chùa mới hiện tại đang phát triển khoảng gần 200 người niệm Phật bên đó. Và tương lai đạo tràng nó cũng 700-800 người đó. Thì coi duyên thì sao? Thì quý vị biết rằng là chỉ có niệm Phật thôi mà nó thay đổi cuộc đời nhân Đức luôn. Và cuộc đời chưa bao giờ dám suy nghĩ rằng là mình có thể cầm được trong tay 100 triệu. Không dám suy nghĩ tới luôn. Tại vì tay làm hàm nhai mà tay ngưng hàm nhịn nên không có thể nào dám suy nghĩ tới cái việc này luôn. Không dám suy nghĩ tới quý vị. Đó. Nên từ nơi đó vậy mà từ khi nhà Đức đi tu tới giờ thôi, tiền nhà Đức xài nhiều lắm. Xài nhiều lắm. Mà xài tiền cho chúng sanh không à. Thì bây giờ càng ngày thì những Đức càng nghĩ ra cái việc là phải đem tiền xài cho chúng sanh. Phải gom tiền tất cả bốn phương để đem giải cho chúng sanh hết luôn. Chúng sanh không biết làm đưa cho mình làm sạch luôn. Bây giờ quý vị biết rằng những Đức làm đến cái mức mà chương trình khiếm thị. Mà quý vị nghĩ chương trình khiếm thị mà 5.000 người. Quý vị nghĩ có bao giờ có chương trình khiếm thị mà 5.000 người không? Chưa từng thấy. Tại vì sao? Vì trong tâm những Đức có một quan niệm rằng những Đức đến thế gian này và những Đức nhất định sẽ trồng hạt giống trong mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ luôn. Những Đức sẽ đem hạt giống Phật Pháp này Đức giải đầy luôn. Nơi nào những Đức cũng giải, nơi nào đủ duyên này Đức giải sạch. Đất khô cằn cũng giải luôn. Quyết định giải rồi. Nên gọi là mình đi đến đây là quan niệm mình là không có chùa, cũng không có chú. Tất cả đây là duyên. Nên đã nghĩ không có thì chân thật là. Đã nghĩ không có thì chân thật là. Quý vị nhớ. Ví dụ như cái người đi xuất gia tu đạo, vì sao mà cái quy tắc người ta là không có vợ không có con quý vị. Tại vì người ta không có vợ không có con thì cái tâm quyết người ta nó mới mạnh được. Giống như Bác Hồ ngày không có vợ thì cái tâm quyết của ngày gì đất nước mạnh lắm. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà những Đức có một số bạn kìa. Bạn như Đức lúc mà chơi chung, bạn như Đức tâm tư nó cũng dữ lắm nghe. Vậy mà bây giờ nó có vợ khi ngồi nói chuyện lại đó quý vị. Thì cái tâm trạng của nó không được như ngày xưa nữa. Nó sợ cái này, nó lo cái nhiều lắm. Thì những Đức thấy rằng ô bản thân mình rất là hạnh phúc. Là mình không có một cái sự gì buộc ràng mình hết trơn. Không có vợ, không có con gì buộc ràng mình được hết trơn. Từ khi đời cho tới đạo luôn. Nên những Đức nói rằng đúng, rõ ràng rồi. Vậy bây giờ năm nay 41 tuổi rồi. Bây giờ cái tuổi này cũng còn khỏe lắm quý vị. Nên cố gắng luôn, hết mình luôn. Nên những người mà biết qua những Đức thì quý vị nhớ, con đường này chúng ta đi được á. Đi với thầy liều này cũng ngon. Hiểu không? Mình liều mà mình liều tu. Hiểu không? Chứ mình không phải là liều cái gì, mình liều tu thiệt. Thật sự là mình thấy rằng đến thế gian này phải làm cái gì đó. Nhà Đức cứ thường nhắc mình và thường nói chuyện với người trong chùa là phải làm một cái gì đó trong cuộc đời. Đừng có để sống cho qua ngày đoạn tháng uổng quá. Hiểu không? Qua ngày đoạn tháng uổng quá. Bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ chùa mình bây giờ nuôi bao nhiêu người già nè. Mà hòa thượng mình thì cái duyên xây dựng của ngài rất là đặc biệt nha.
Đúng là những đức nói càng ngồi ngẫm nghĩ thì mình mới thấy cái duyên mình đi tu nó cặp sao mà lạ, không thể nào mà mình tính được. Quý vị, bây giờ những người xuất gia suy nghĩ, bây giờ những đức hỏi quý vị đi xuất gia, quý vị dám đi kiếm cách để mà cặp với trưởng ban trị sự không? Không có cửa đó đâu. Quý vị cặp chung đó, không dễ đâu. Nhưng mà lạ thay, những đức không nghĩ gì hết mà tự nhiên đưa đẩy những đức cặp ngay hòa thượng mình luôn. Mà quý vị nhìn cái duyên này, quý vị mới thấy nó kinh khủng nè. Những đức lại là người chuyên niệm Phật mà lại có duyên thuyết pháp. Hòa thượng mình là người có duyên xây chùa mà không thuyết pháp. Hiểu không? Thì bình tĩnh suy nghĩ đi, quý vị sẽ thấy cái sự sắp xếp của Phật Bồ Tát lạ lắm. Hiểu không? Nếu như hòa thượng mình mà ngày nào cũng thuyết pháp, nhưng những đức cũng thuyết pháp thì nó đúng rồi. Mà Phật Bồ Tát biết là ở đây có người thuyết pháp rồi, đưa thằng thuyết pháp đến làm chi? Đúng quý vị. Quý vị coi Tịnh Thất Quan Âm thì thầy Giác Nhàn thuyết pháp, mà những đức là cái duyên thuyết pháp thì ở đó thì mai một ơi, nên phải đưa đi ra khỏi chỗ đó. Nơi này đang cần người thuyết pháp thì đưa vô đây, mà đưa ngay cái người đủ duyên xây chùa. Còn mình thì có duyên nuôi người nhưng không có duyên xây chùa. Những cái điều những đức chia sẻ nó rất đơn giản, nhưng nếu quý vị mà chân thật gác chân lên chán mà suy nghĩ á, thì quý vị sẽ nghĩ ra được hết trơn à. Quý vị nghĩ ra cái gì? Nghĩ ra cuộc đời của mình đó nghe, đều có sắp xếp sẵn hết rồi. Chỉ cần mình chân thật lo niệm Phật, mình chân thật làm thiện, mình chân thật làm tốt, mình vui vẻ hoan hỷ đi, cuộc đời mình có sự sắp xếp hết rồi. Đúng không? Nên tất cả sự khổ đau gì trong cuộc đời chúng ta, phải nhớ cái câu thôi kệ, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nếu như quý vị dùng cái câu này thì tuyệt vời lắm. Thôi kệ, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nó sẽ qua hết. Tất cả cái khổ cái vui gì cũng qua hết chứ. Vậy thì động lại chúng ta là cái gì? Quý vị có tâm giải thoát không? Nó động lại cái tâm giải thoát của mình nè. Nên ngày nào cũng có nụ cười là đặc biệt rồi. Cười đến mức mà chúng ta cười dính luôn á. Biết cười dính không? Cười dính có nghĩa là pháp vị. Cái pháp vị từ tâm nên cười. Cái mặt nó cười là tự nhiên. Thí dụ như mình mà cười mà từ pháp vị, nghe nói gì nè. Đó là pháp vị. Cái pháp vị nó làm cho mình tâm sanh á. Tâm sanh nên cười dài. Còn cái khi mà cái cười xả dao mà tâm buồn á. Tôi cười xả dao mà tâm buồn. Thí dụ như mình gặp một người nào đó, mình gặp mình chào anh hai. Xả dao. Đúng, đúng. Rõ ràng cái này là xả dao thiệt. Xả dao thiệt nha. Này, và chém người á. Chém người. Nha không? Nên nói quý vị thấy không? Nó cái nghĩa là nó không có sanh tâm cười. Không sanh tâm cười thì nó chỉ có những người mà người ta vừa cười quý vị là quay qua mặt bên kia là dữ dằn lắm á. Xả dao, cần xả dao, có nghĩa là cần đối tác này phải xả dao. Còn nếu không cần xả dao thì gặp vị khỏi cần cười luôn. Cái mặt vẫn là. Ví dụ như chủ cả đố mà xả dao với vị cười chi với quý vị. Đó là chủ cả không hiểu. Chủ cả mà hiểu rồi mình bước đến người làm công cái là ha, các anh chị khỏe không? Anh vừa mới đi bên ngoài mua mấy miếng bánh nè, anh chị ăn người miếng đi nghe. Chủ đó mới là chủ khôn. Bước đến cái là văn công vui liền nè. Còn nếu như có những chủ mà không hiểu thì bước đến cái là khai vẽ. Sao à? Cái hàng này sao mà để cái gì? Sao cái đồ này để đây? Sao? Sao ngồi đó? Làm tranh thủ. Trời ơi, chủ này là chủ không biết làm chủ. Đi đến cái là người ta thấy như lửa đến, ai mà ham làm. Mình làm sao mà làm một ông chủ mà đến cái là giống như mát mẻ cho người ta vậy đó. Vậy thì người làm công của mình chọn người ta vui khi gặp mình thì người ta cố gắng. Hiểu không? Thành đạt lâu dài. Nó phải sanh từ pháp, vị từ tâm nè.
Đó. Nên quý vị ngồi ở đây đi, những đức nghĩ thấy có những cô mà đang buồn ngủ đó, khi nghe nghiêu nghiêu gì mà đang buồn ngủ nè, mà những đức thấy rõ luôn có những cô mà con mắt cổ gì mà cái miệng cổ gì, con mắt thì mà cái miệng giống như phê gì mà quê lạ. Thấy rõ luôn, ngồi nhìn thấy rõ ràng. Có nhiều bạn mắt thì gì mà cái miệng trời ơi đấy. Ngồi nhìn xuống mình thấy rõ ràng là cái pháp vị nó sanh từ tâm nghe. Tuy là con mắt thì nó mỏi quá, nó nhắm, nhưng cái miệng làm gì nè. Thấy chưa? Thấy rõ ràng không? Đó gọi là trong giấc ngủ sanh pháp vị. Đặc biệt chưa? Trong giấc ngủ mà sanh pháp vị. Nó nghĩa là pháp vị nó cũng sanh từ trong giấc ngủ luôn. Khi con người mà vui thì quý vị biết, khi họ ngủ á là cái miệng vẫn cười được luôn. Miệng vẫn cười luôn. Là cái tâm vui quá, khi ngủ miệng cười cười. Đó. Mà con người này là khi chết, quý vị biết con người này mặt cười chắc chắn luôn. Cái người mà khi ngủ mà cái miệng cười cười là chết là miệng cười. Cái tâm nó sanh ra nụ cười của lúc ngủ. Đó, bởi vậy quý vị biết rằng người ở đây mà đang vui gì thì đức nhìn xuống, nhìn thấy có nhiều cô ngủ gục mà vẫn cười. Cái này là máy quay phim phải quay gà gà mấy bà đó là. Những đứa kêu chú Tâm Nhiên á, khi quay phim là quay tất cả mấy cô mà đang cười này nè, rồi làm một đoạn phim cười. Những đứa ghi cái tựa đề là mời các Phật tử chúng ta cùng cười. Hả? Có nghĩa là quay tất cả các đoạn quý vị đang cười gì, có nhiều bà cười kinh khủng lắm, quay lần hết, lấy lần hết, rồi mới cắt từng khúc đắp vô tất cả các gương mặt, cắt cái đắp vô, rồi những đứa ghi cái đề là mời tất cả quý vị chúng ta cùng cười. Bắt đầu là lấy cái âm điệu cười, quý vị thu âm một cái dàn âm điệu cười thu lại, xong khi bà cười cái mình đắp âm điệu cười vô, nó phát ra đó đủ thứ tiếng cười, nhưng làm cho người ta coi cái là người ta vui, ai mà buồn coi cái là vui liền. Nó cười đủ nụ cười hết. Thí dụ như mới vô có những nụ cười, còn có những nụ cười, có những nụ cười, đúng không? Mình làm nhiều nụ cười đắp vô để làm chi? Để khi người ta coi cái trong lòng người ta cười liền. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nghe. Cười đi. Thấy không? Mà thì biết rằng á, chỉ cần quý vị làm được như vậy mà về nhà thì chồng nào mà không thương. Nó thiệt á. Đó. Thấy chưa? Không, mình mà nói chuyện mà người ta ngồi dưới mà người ta cười là mình thấy mình thích rồi đó. Thấy quý vị? Đi về đây bây giờ không đưa một cách nào, nhưng mà chỉ cần cái mặt cười cười là được. Đi một vòng mà gặp nhau một cái là chào thầy, đúng không? Chào thầy. Thấy không? Còn mạnh thêm chút nữa thì chào thầy. Thấy không? Vậy là được rồi đó. Cuộc đời này ngày nay sống ngày mai chết, ai biết được quý vị. Chúng ta gieo cái duyên nụ cười để đời đời kiếp kiếp chúng ta gặp nhau toàn là cười không à. Hiểu không? Nên cái bài học tập này nhớ nghe. Ai mà buồn nghe cái bài này, gương mặt tươi vui là duyên là phước. Cái này quan trọng quý vị. Hòa Thượng Tiên Hóa ngài có nói một câu, quý vị biết vì sao mà mỗi ngày tôi thường vui không? Vì tôi thường niệm Phật. Tôi thường niệm Phật nên tôi thường vui. Vậy thì chúng ta mỗi ngày thường niệm Phật thì nhất định mình vui thôi. Quý vị nhớ là cái cõi đời này không biết bao nhiêu mà đủ, lo hoài cũng lo không xong. Thấy cái gì được chung chung là được. Mỗi ngày có cơm ăn áo bặn là thấy cũng vừa bụng à. Rồi mình tu hành, nếu có phước thì giàu có một chút, phước nhiều thì giàu có nhiều,
Còn nếu như mình thiếu phước thì nghèo. Ví dụ như người ta có tiền thì người ta mua đồ hiệu người ta bận, còn mình không có tiền thì mình mua đồ sida bận. Thấy không? Từ nào đó mà quý vị biết rằng là người ta không có đón được mình giàu hay nghèo, là ngay cái chỗ gương mặt mình thường tươi vui. Nên những đức nói rằng là gương mặt tươi vui là duyên là phước. Mà mình công nhận là việc này mình trong ngôi Tam Bảo mình áp dụng thấy rõ ràng. Nên chùa mình bây giờ 4 đạo tràng nè, sắp xếp cho quý thầy thêm cái việc nhỏ. Có nghĩa là mỗi buổi ăn cơm bên đây thì những ngôn hoặc là những ăn, cứ niệm Phật xong 10 câu phải cười 10 lần với các cục. Ban đầu thì cười cũng không vô, tự nhiên bắt cười, đưa cái mặt ra cười cũng không đơn giản. Mà cười bằng micro cũng không đơn giản chút nào. Ban đầu thì những ngôn không có lên, không chưa có cảm giác được. Thêm cái nữa là mình cũng rung, không có dễ quý vị. Trung bình mình cười gì dễ, nhưng mà cầm micro mà cười thì quý vị không biết bắt điệu cười sao đấy. Cái bữa đầu tiên là cái bữa đó chủ nhật, nhà Đức đang ở trên phòng buổi chiều trong cái phòng máy làm phim, thì dưới đây nghe niệm 10 câu Phật hiệu xong thì như Đức nghe dưới đây cái gì mà hô hô là 10 lần vậy mà như Đức thấy chim rồi bồ câu rồi nó bay tứ tung ở trên. Thì y gan mà đuổi chim đuổi bồ câu vậy đó quý vị, mà ông làm lại chút cũng cười sùm hết trơn. Tại ông cũng cố gắng đấy vậy, mà đúng là kêu thì sao nghe vậy là thấy đặc biệt rồi đúng không. Mà cầm micro mà đứng mà ôi ôi, từ nơi đó bên ai quen à, ai cười ngon lắm. Rồi bên Bảo Tháp thì chú Tâm cười, ở bên Đại Tụng Lâm thì thầy Chí với thầy Lăng cười, bên chùa Mớ thì Nhượng Quang với Nhượng Thịnh say khuyên nhau mà cười. Thấy chưa? Bây giờ nói sao không biết mà lên nói mà người ta cười là thấy ngon. Thấy không? Vì nhớ nè, con người mà nghe Pháp mà vui từ tâm thì tức khắc lúc đó nghiệp tiêu. Cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là cái quay lại. Bây giờ quý vị đang vui, không có nặng nề trong tâm gì hết là nghiệp tiêu mất tiêu rồi, không có nghiệp gì hết chứ. Nhưng mà một chút mình ra mình gặp duyên gặp cảnh, cái mình buồn mình giận thì nghiệp đến. Mà khi giận mà hờn xong mà mình niệm Phật được mình vui thì là nghiệp tiêu. Thì cái nghiệp á, nó đến với mình giống như thí dụ như gì là nghiệp, còn lặt là gì là không có nghiệp, rồi lặt là gì là nghiệp, lặt gì là không có nghiệp. Nó cái nghiệp cũng như là một cái bàn tay lặt tới lặt lui mà quay lại nhiều lần. Cái nghiệp cũng như quý vị đẻ vậy đó. Nói gì dễ hiểu. Vì đẻ đầu tiên quý vị thấy nghiệp không? Từ khi mang bầu là nghiệp đúng không? Mang bầu là nghiệp đến rồi. Thì rõ ràng rồi, khổ ăn không ngon, ngủ không yên, ói mửa tùm lum, ốm nghét. Đúng không? Rõ ràng nghiệp không? Rồi bầu bụ bự lên, bụng bự lên, đi ẻo ẻo, phải nghiệp không? Rồi ngủ không nằm được thoải mái, phải nghiệp không? Rồi khi đẻ thì trong kinh Du Lan Phật nói là như thập tử nhất sanh, phải nghiệp không? Một lần nghiệp như vậy đẻ xong rồi, có khi nói với chồng em tởn tới già không đẻ nữa. Có nhiều bà nói vậy. Nhưng xong rồi thời gian nguôi nguôi rồi tiếp tục đẻ nữa. Đúng không? Đẻ xong là xong nghiệp. Nhưng mà thời gian quên rồi quay lại đẻ nữa là nghiệp quay lại. Vậy mà có người đi rồi quay lại 7-8 lần, đẻ 7-8 lần luôn. Có những người 2-3 lần, đúng không? Nó cái nghiệp là cái gì? Là cái quay lại. Vậy thì cái tịnh nghiệp cũng là để quay lại, mà ác nghiệp cũng là quay lại. Vậy thì chúng ta bây giờ biết tu rồi, chúng ta chọn tịnh nghiệp hay ác nghiệp thì tự mình chọn đi. Đó. Nên con người mà mỗi ngày thường vui á thì nghiệp nó giải à.
Nên có những người người ta nói rằng nghiệp con rất là nặng, cứ đặt vấn đề là nghiệp con nặng, rồi tha hồ đi tìm đủ cách đi sám hối, mà không biết rằng cái sám hối là ngay cái gì, là ngay cái nụ cười á. Sám hối là ngay nụ cười á. Bây giờ sám quá trời sám luôn, lại tứ tung lang tan, nhưng mà bước ra cái vừa không vừa lòng không vừa ý, cái là bực bội sân si. Nên nó cần ngay cái chỗ nụ cười của mình thường xuyên để hóa giải cái tâm khó chịu. Mà muốn cái nụ cười này thường xuyên phát lên để hóa giải cái tâm khó chịu thì phải có một cái pháp. Mà cái pháp đó là ngay cái gì? Câu Phật hiệu. Thấy không? Ngay câu Phật hiệu á. Tại vì câu Phật hiệu á, nó nhắc mình để mà nhớ cực lạc, mình muốn gì cực lạc. Mà đã là cái người thật sự muốn gì cực lạc á, thì cái người này đối với cõi ta bà nó sẽ nhẹ hoàn toàn. Đối với cõi ta bà nó nhẹ hoàn toàn luôn. Đó. Hôm qua có ông thầy, ông đến chùa, rồi ông gặp những đức, ông nói: "Thầy ở đây thầy coi chừng nghe." Nó tự nhiên gặp rồi coi chừng. Coi chừng cái gì? Tôi là không cần ai coi chừng tôi chứ. Coi chừng gì thầy? Chùa của tôi nó mới đập thùng tam bảo. Coi chừng nó đập thùng tam bảo chùa thầy. Những đức nói: "Nó đập được thì nó đập. Mình dư tiền quá để cho người ta xài bớt đi." Đúng không? Mỗi ngày có cơm ăn áo bận là được rồi. Hiểu không? Chùa mình sau này coi chừng sẽ có đến cái bước này. Nếu tới đời những đức, chùa chúng ta sẽ không có thùng tam bảo, sẽ không để thùng tam bảo luôn. Thử coi ngàn mấy trăm người này đói không? Thí nghiệm luôn. Đúng quý vị. Nếu như mình không có tiền thì mình đỡ lo tối đa luôn. Nhưng mà cũng có người đem tiền đưa cho mình nuôi các cụ già. Người ta không bỏ vô thùng tam bảo được thì người ta cầm một cục đem đưa cho mình. Chứ làm sao? Nhưng đức nói thiệt với quý vị Phật tử chứ, ai làm cực khổ có tiền thì cũng muốn đi tu phước tu duyên hết. Mà đã là muốn đi tu phước tu duyên thì cũng đi tìm chỗ để mà tu. Tìm nơi nào chịu tu, tìm nơi nào làm việc lợi ích để mà đi cúng. Nên bây giờ quý vị khỏi cần kêu gọi người ta cũng cúng nè. Tại vì người ta phải đi tìm chỗ nào tu để mà người ta cúng. Cái nguyên lý là như vậy. Bây giờ không có thùng thì người ta cũng phải đi tìm quý vị người ta cúng à. Hiểu không? Từ nơi đó cái nguyên lý này thì tất cả chúng ta ai cũng sẽ nghĩ ra được hết. Còn thí dụ như chút vài ngàn, ngàn hay ngàn thập phương thì người ta đi đến chùa khác người ta bỏ vô cũng được. Hiểu không? Còn cái nào mà cộm cộm thì người ta cầm riêng đưa cho mình. Thấy không? Cái nguyên lý này nuôi chúng thì mười mấy năm nay hiểu quá à. Sảng khoái vô cục. Nên trong cái cuộc đời này của chúng ta đó, quý vị phải nhớ cái câu: đã là chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi thì phải nhớ câu này. Biết tu rồi lỡ bị lấy của hay bị giật của hay là bị giật chồng giật vợ, vẫn quyết chí niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Được không? Tại vì quý vị biết rằng cái mà chúng ta thật sự muốn giữ nhất của ta đó là cái gì? Là cái thân. Quý vị công nhận không? Cái thân là cái chúng ta muốn giữ nhất. Vì nếu không có thân thì tất cả những thứ tốt khác chúng ta có đều không dùng được. Nên tất cả cái vô lượng thì cái lợi ích lớn nhất chỉ có vô lượng thọ thôi. Là thọ mạng vô lượng mới là quan trọng nhất. Vì có thọ mạng chúng ta mới có thể dùng được tất cả những cái khác. Còn nếu không có vô lượng thọ thì tất cả những cái khác chúng ta đều không dùng được. Dù có của nhiều, dù có chồng đẹp trai hay vợ đẹp hay con ngoan thì một ngày nào chúng ta cũng phải chia tay, phải xa nhau thôi. Nên ở cõi đời này quý vị phải biết rằng cái mà cần giữ nhất đó là thân. Mà thân còn bỏ ta, đã là thân còn bỏ ta thì tất cả những cái bên ngoài
thì khỏi cần nói tới. Nên chúng ta có và mắc, đến và đi. Người tu của chúng ta phải nhận thức. Khi nhận thức hiểu rồi thì tức khắc chúng ta cười. Đúng không? Chưa? Nhận thức hiểu rồi thì chúng ta cười chứ thì sao? Đúng không? Nên con người tu mình á, Phật kêu mình là gặp những sự cố gì trong cuộc đời thì chúng ta có góc độ tư duy. Đúng không? Góc độ tư duy đó là gì? Khi mình gặp sự cố gì trong cái cuộc đời mình đó thì bắt đầu chúng ta ngồi bình tĩnh phân tách sự việc đó ra. Nhớ nha, bình tĩnh phân tách sự việc ra. Sự việc đã vượt tầm tay rồi, đã mất rồi. Dù là hôm qua mình rất thương yêu nó, nhưng hôm nay mất rồi, nó đi rồi, nó không còn bên cạnh mình rồi, nó bỏ mình rồi. Mình phải bình tĩnh tư duy để mình buông xuống. Tại vì không buông xuống thì nó cũng bỏ mình rồi. Nên bây giờ mình phải buông xuống. Khi vừa nghĩ ra thông hiểu được rồi thì tức khắc tâm trạng thoải mái liền. Tâm trạng tức khắc thoải mái liền. Nên con người khi gặp sự cố gì đó là phải bình tĩnh liền. Mà muốn được bình tĩnh thì phải rèn luyện thường ngày. Chúng ta thường ngày rèn luyện cái tâm giải thoát á, thì mình gặp những sự cố trong cuộc đời, như trong cuộc đời này, những cái dễ kích động chúng ta nhất trong cuộc đời này, đó là của cải vật chất của chúng ta đang như vậy mà bị người ta lấy mất. Thứ hai là chồng vợ của chúng ta và con của chúng ta là người chúng ta thương yêu nhất mà tự nhiên rồi nó lại xa ta. Thấy không? Rồi nó lăn cặn, đó là bạn bè anh em. Thấy không? Nó mở rộng ra. Tự nhiên bất chợt những cái này tự nhiên nó vụt khỏi tầm tay chúng ta. Tự nhiên nó vụt khỏi tầm tay chúng ta thì chúng ta sẽ bị hụt hẳn vô cùng trong cuộc đời này. Rồi thêm bản thân chúng ta lại bị áp bức vì một sự việc gì đó trong cuộc đời. Mình bị áp bức là mình sống trong một gia đình nhìn giống như hạnh phúc, có điều kiện, có địa vị. Nhưng chúng ta sống trong một gia đình này lại bị áp bức vì chồng, vì mặt bên chồng hay là nhiều mặt nào của anh chị em đang áp bức mình phải sống trong đó. Nhưng mình vì cái gia đình này, vì cái danh dự của gia đình mà mình phải chịu sự áp bức đó, mà nó chưa mở thông được cái nội tâm mình ra. Bước ra bên ngoài thì chồng mình nắm tay mình dẫn mình đi, bước lên chiếc xe hơi thì bao nhiêu người ngưỡng mộ mình, nhưng mà người ta không hiểu rằng mình đang sống trong một gia đình đang bị áp bức rất nặng nề về nhiều mặt, đang áp bức mình nặng lắm. Như vậy thì bây giờ chúng ta là người học Phật, chúng ta đừng nên ôm chấp cái nặng nề của cái danh, cái danh của thế gian này để mình phải chịu sự áp bức đó. Mà mình phải làm sao để mình tìm cách để mình xả ra những cái bị áp bức đó ra. Khi xả ra được rồi mình mới thấy Phật pháp nó hay. Còn nếu như mình không xả ra mà mình che giấu và mình làm cái vẻ như mình đang hạnh phúc, nhưng bước về nhà, bước vào phòng thì mình lại ôm gối mà khóc, hoặc là nặng nề như đang ở trong tù. Vậy thì cái lối sống này là một cái lối sống bị áp bức nặng nề. Mà lâu ngày như vậy nó sanh tâm tiêu cực. Khi sanh tâm tiêu cực đến mức cực điểm thì chúng ta lại nghĩ quẩn, nghĩ tầm bậy. Có một cái cô này khi cô học Phật thì quý vị biết rằng là cô nghe pháp chưa có kỹ, thì bắt đầu là cô có nhiều cái cô hơi thay đổi cuộc sống cô nhanh quá, quá nhanh. Từ một người lúc trước bình thường thì vui vẻ gia đình, rồi sống rất là rộng rãi, rồi bận đồ đồ cũng có sạch sẽ sáng sủa. Nhưng tự nhiên cô học Phật rồi, cái tự nhiên cô nghe cái chuyện buông xả gì, cái tự nhiên cô sống hơi nó thiếu thốn quá. Vì nhiều mặt cô muốn giảng sanh thôi, cô đặt vấn đề nặng nề. Thì lúc đó gia đình của cô, từ chồng con của cô nói rằng bây giờ mẹ phải trở lại như ngày xưa thì chúng con chấp nhận mẹ. Nếu như mẹ giận dữ như vậy thì chúng con sẽ xa mẹ. Mẹ chọn Phật pháp hay chọn chúng con, hay chọn gia đình?
Thì cô bị áp lực quá nặng. Và áp lực quá nặng và cô đi đến cái chỗ tuyệt vọng. Cô không biết chia sẻ cùng ai. Cuối cùng cô uống thuốc tự tử, cô chết luôn. Uống thuốc tự tử chết luôn quý vị. Nên đó gọi là bị áp lực mà không có điểm xả ra. Nên quý vị phải nhớ rằng là sống trong cái cuộc đời này á, thì bất cứ một cái sự trở ngại áp bức gì thì chúng ta cũng có thể xả ra được hết. Chỉ có cái là nhìn thấu buông xuống được thôi thì đều xả được hết. Và quý vị phải nhìn nhận sâu sắc cái chỗ là cái thân này còn bỏ mình, không chi những cái việc bên ngoài. Tất cả việc bên ngoài chúng ta đều xả được hết, vì một ngày nào thân này cũng bỏ mình. Nhưng quý vị thường bị cái gì? Bị tình cảm buộc ràng mà thành khổ. Bởi vì Phật nói rằng ái không nhiễm không sanh ta bà, phải không? Cái khổ là do tình cảm nó làm mình phải dính chặt vào mà khổ. Nên cái tình cảm thế gian thật sự mà nói thì nó không có tồn tại. Nó không có tồn tại mà nó làm cho sự khổ đau nó càng tăng thêm rất là nhiều. Nên chúng ta là người học đạo rồi, chúng ta không phải là không có tình cảm, mà thật sự mà nói tình cảm nhiệt tình, nhưng biết đó là giả. Biết nó là giả nhưng vẫn diễn cái cảnh. Cũng như là người ta lên người ta đóng cái lương, đóng phim vậy đó. Người ta đã đóng cái vai là phải nhập vai cho chân thật à, không nói chuyện á, phải nhập vai thôi. Nhưng mình biết nó buông ra rồi là nó là một tuồng hát quý vị à. Quý vị phải nhớ rằng đến thế gian là một tuồng hát. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế ngài nói rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni là diễn tuồng chính, còn đệ tử của ngài là diễn tuồng phụ. Mỗi một gia đình là một tuồng hát. Nên bây giờ mình học Phật rồi, mình làm cha làm mẹ làm con, mình cũng đóng đúng cái giai diễn cho nó đàng hoàng. Nhưng mình biết cái giai diễn này khi buông ra rồi thì mỗi một con người đang đi về con đường nào đây à. Cho nên đâu phải là cùng diễn giai hoài được đâu quý vị. Chỉ diễn trong mấy chục năm gì đó thôi à. Rồi chúng ta cũng trở về cái giai chính của mình là giai nào. Mình nên chọn đi. Mình nên chọn là mình hướng về cái giai nào quan trọng nhất. Nên tự mỗi người niệm Phật mà suy nghĩ ra. Khi suy nghĩ ra rồi thì quý vị biết Phật Pháp nó hay dữ lắm. Nó cởi mở cho chúng ta nhiều thứ dữ lắm. Quý vị coi bây giờ như trong chùa mình là việc nhiều lắm, nhưng mà tại sao cảm giác những đức vẫn có thoải mái? Là vì sao quý vị? Là vì những đức hiểu rồi. Tất cả những cái gì mình làm đây toàn là duyên không à. Còn khi nó không có duyên thì thôi. Hiểu được nguyên lý này thì thôi, làm được thì chân thật mà làm, cái nhiệt tình mà làm đó. Nên những đức đang đặt 10.000 cái máy niệm Phật mà in cái hình Bồ Tát Quán Thế Âm vô luôn nha. Để thêm cái dòng chữ nha: kỷ niệm đảnh lễ 2.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Gỡ ở bên Đài Loan nhờ người ta làm giùm rồi đó. Đó. Để làm chi? 19 tháng 9 chúng ta lễ 2.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Không mà cái chương trình này cũng là một cái chương trình đặc biệt. Vì sao quý vị? Nó làm cho chúng ta phải có một cái sự mà phát huy năng lực coi của mình sao, gọi là cũng cảm giác mạnh đó nghe à, cảm giác mạnh á. Nó 2.000 lại cũng là một cảm giác mạnh, thử thách vô cùng, hiểu không? Không mà con người ta bình thường tu không tu gì không biết, nhưng quý vị nói cảm giác mạnh là muốn làm thử à. Nên bây giờ những đức khuyên những cái người mà dù quý vị không tu hành gì, cái thử lễ đây lại 2.000 lại đi, quý vị phát nguyện đi à. Bây giờ nghe ông thầy Đức cũng nói gì, tôi cũng đến tôi thử lễ thử chặn này 2.000 lại coi ha. Bây giờ chúng ta rủ bạn bè đi, công ty xí nghiệp chủ cả gì đó, vợ con nóc nái ảnh ương vậy đó, dặn là chúng ta hàng chiến này 19 tháng 9 ha, 4 ngày chúng ta lễ 2.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, 4 ngày đang mà sợ gì, đúng không? Cái ngán nhất là những đức nè, cái cần cổ của mình nè, nó chịu nổi hay không, đúng không? Cái kiểu mà nhất tâm thánh lễ mà chịu không kể như là mình tiêu, đúng không quý vị? Cái cần cổ là cái quan trọng nhất, nghe chưa? Rồi cái chân, hai cái chân mà nó không nghe lời thì mình cũng tiêu, đúng không?
Đó, nên từ nơi đó bây giờ mình làm là mình đã làm thôi. Nếu như bây giờ mình nghĩ hai cái chân nó có nghe lời hay không, hai cần cổ nó có nghe lời hay không thì mình không dám làm. Tới bây giờ mình làm là mình phải phát tâm mình làm cho bằng được, cố gắng. Đó, nên cái chiến này quý vị khắp nơi nơi chuẩn bị đi. Chuẩn bị mình cảm giác mạnh nghe. Nó các cô đủ đây nghe. À, chuẩn bị nghe. À, 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó. Hình như là ngày 18 nó nằm ngay thứ 5. À, ngày 19 nó nằm ngay thứ 6. Ngày 20 nó nằm ngay thứ 7. Rồi ngày 21 nó nằm ngay chủ nhật. Ngày âm lịch nha. Rồi đó. Tại vì á, lại 4 ngày là có lý do. Cái lý do là năm nay nó nằm ngay ngày 18, 19 nó lại ngay thứ 5, thứ 6. Mà đã là thứ 5, thứ 6 lỡ nghỉ rồi thì mình vớt luôn 2 ngày thứ 7, chủ nhật. Nên làm luôn. Chứ sao bây giờ? Không, ông thầy chịu chơi mà mình sợ gì? Ổng mới khó khăn. Cái khó khăn là ổng phải tổ chức. Cái khó khăn là cái ban tổ chức của ổng phải sắp xếp làm sao để nấu cơm trong 4 ngày mà người ta ở đây. Rồi trước mấy ngày đó phải rút hầm nhà cầu đồ cho sạch sẽ. Thấy không? Mình phải chuẩn bị nghe. Mình chuẩn bị cái hành trang mình để mình quyết chí mình lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Không mà cái chương trình này là chương trình cảm giác mạnh nha. Nên những Phật tử mà nước ngoài rồi này kia nên về mà đánh cái trận 2000 lại này. Có khi đánh cái trận này xong mà những đức chết luôn. Thấy không? Nghĩa là đủ rồi, đủ rồi. Nó thấy chưa? Là dữ nhất rồi đó quý vị. Quý vị cứ nghĩ như vậy là quý vị về liền à. Quý vị chỉ có đi một lần thôi. Chỉ có lại một lần 2000 lại mà hơn một năm. Trung bình một năm người ta lễ được 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đúng không? Ba lần. Bây giờ quý vị chỉ có đi lễ một lần thôi mà được 2000 lại luôn. Đâu có ai tổ chức gì đâu. Đó. Nên bây giờ những đức không có nói tới cái chuyện người tu nhiều tu ít, mà những đức nói cái người không tu luôn. Cái chương trình này cũng đến để thử chân thử cẳng. Hiểu không? Rồi tất cả những người buồn giận ai gì đó trong lòng mà không cởi mở được nghe, hay những người buồn chồng buồn vợ hay là khổ đau gì trong cuộc đời gì đó, bây giờ không có thể nào chút được đó, thì đến đây để 2000 lại này bị chút ra. Quý vị cứ chút bằng cách nào? Thí dụ như những đức nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật, thì quý vị Quan Thế Âm Bồ Tát. Chút ra à, hỏi một lại Bồ Tát Quán Thế Âm á, là gọi là từ bi thương yêu tha thứ. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Thì mỗi một lại đó bị lại ra thì quý vị mang một cái tâm khoan dung từ bi thương yêu tha thứ ra hết. Rồi quý vị thành tâm thành ý, quý vị niệm danh hiệu đó ra, thì tức khắc 2000 lại này tự nhiên nó làm cho tất cả những sự buồn giận hận trách gì trong lòng quý vị nó bị đồng hóa hết luôn. Đồng hóa tự nhiên nó dịu cái tâm hoàn toàn lại hết trơn vậy đó. Nó rồi những người mang nghiệp phá thai hay là gì đó, hay quý vị muốn cầu an cầu siêu cho ông bà cha mẹ gì đó, thì quý vị đến đây để dự 4 ngày này. 4 ngày này là phải nói trước để chuẩn bị. Nó chuẩn bị để mà xin nghỉ sao sao đó. Thấy không? Tổ lại xong mà 2000 lại nghiêm túc nghe, không bỏ một lại nghe. Xong thì quý vị biết nghe cái bữa cuối cùng của 2000 lại nha. Cái câu cuối cùng một phát nha. Những đức nghĩ chắc có nhiều bà nhảy lóc nhà ngồi. Mừng quá. Quá mừng. Có cái bà kia, bà lại được có 500 lại thôi mà bà gặp những đức bà nói: "Trời ơi con mừng còn hơn là chết đi sống lại nữa thầy ô." À, vậy đó mà bây giờ mà lễ 2000 lại. Nhưng quý vị phải nhớ nha. 1000 lại đầu mới bị qua được thì 1000 lại sau là chắc chắn luôn. Giống như 1000 lại đầu là giúp cho quý vị xương thịt đồ nó kiểu như là nó dịu hết rồi. Nó dịu hết rồi, 1000 lễ đầu là nó dịu hết rồi. Chân cẳng có cứng cỡ nào thì nó cũng mềm èo hết. Lúc đó là nó dẻo lắm.
làm một ngàn lấy sao đi cái vèo qua liền nói họ ơi cuộc đời phải làm một cái gì đó vậy? Có cơ hội mà ha. Đó nên những đức thông báo lên chương trình này á, tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi luôn, quý vị biết chùa này hay không biết chùa này, biết những đức hay không biết những đức, vì thích những đức hay không thích những đức, chuyện này không cần nói tới. Cái nói tới đây là chúng ta đi lại Bồ Tát, hiểu không? Quý vị Phật tử ai những đức không cần nói tới, Phật tử người nào cũng được, quý vị tu môn gì cũng được, quý vị chỉ cần đến đây là mục tiêu gì, lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Mục tiêu là lại Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta cùng lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn quý vị đi theo ai đó cái chuyện của quý vị, nhưng mà cái chuyến này gọi là lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi biết Phật, biết Bồ Tát, vậy đó, đi đến đây lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi nói ra cái tư tưởng này thì chắc dữ dằn á, 19 tháng 9 là chuyến này dữ nghe đó. Nên á, bữa nay là bắt đầu là Du Lan này ha, một ngày. Rồi chiều nay khi mà xong chương trình buổi chiều là chúng ta ăn cơm xong chúng ta qua bên Đại Tùng Lâm, là chúng ta tổ chức bên đó một buổi tối, khoảng 9:30 là xong. 9:30 xong rồi hết trơn là bắt đầu là mình ăn cơm đồ bên đó, buổi tối mình ăn cháo gì đó, ăn xong muốn về đây ngủ, về muốn ngủ bên kia ngủ, mình nhiều chùa muốn ngủ đông được chứ ha, hiểu không? Mai mốt mà cái chùa mới mà cắt xong rồi là tha hồ cho chỗ ở, nó nhà nhiều lắm, yên tâm đi. Nên từ nơi đó sáng lại ngày mai là bắt đầu chúng ta thi một ngày nữa, là tối lại ở đây luôn, là khoảng buổi tối ngày mai 9:30 xong chương trình kết thúc là 2 ngày. Nên từ nơi đó mà mình đi về đây quý vị, về chùa, thì bây giờ cái tâm trạng làm sao quý vị phải thoải mái vui vẻ, phải làm sao buông xuống tất cả những cái nhân duyên trần để mình nhập cảnh vào ngôi Tam Bảo được 2 ngày. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng một ngày một đêm ở cái cõi đời này mà mình tu nghiêm túc bằng 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Tại sao những đức thường nói cái chỗ này, nói đi cho những người ta mới đi tu, người ta cảm giác rằng nó cảm giác rằng là giống như là nó xứng đáng quá. Ý nói là ở cõi đời này mà ở chỗ đông người này tu ngày đêm cũng khó. Bây giờ quý vị coi, bây giờ vô cái chỗ ngủ nằm tràn lan đại hải, ông bà muốn nói này nói kia tùm lum tùm la tứ tung lăng ta. Vậy mà quý vị ở trong cái cảnh đó mà quý vị niệm Phật được, vì trong cái cảnh đó mà không có buồn, không có giận, không có chết. Vậy thì đây là cái khó mà tu được. Thì cái khó mà tu được thì mới nói là một ngày một đêm ở cõi ta bà tu là bằng 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Còn nếu như bây giờ quý vị ngồi trong cái phòng một mình không có ai đụng chạm tới mình chứ, mà mình tu bình thường, vậy thì chắc không có tính vào một ngày một đêm đó à. Mà một ngày một đêm đó là trở ngại trùng trùng, khó khăn trùng trùng, bao nhiêu sự khó khăn mà vẫn hoan hỷ được, vui vẻ được. Nhất là lâu lâu về đây tu nè, mà bây giờ nhà thì giàu sang, nhà rộng rãi, ăn uống đầy đủ, nhưng mà về đây ăn uống thiếu thốn nè, chỗ ở chật chội nè, nhà cửa cắt chưa xong, có khi có nằm dưới đất luôn đó. Rồi ngủ thì tránh điện trên với điện dưới, rồi nằm tràn lan đại hải tùm lum. Vậy mà vẫn mang tâm vô cùng hoan hỷ. Còn khi mắc dị sinh mà chạy vô phải đứng chờ ở trong kia, người ta đang ngồi trong kia, còn nguyên một hàng người đang đứng đợi luôn. Mình đứng mình đợi thì trong tâm mình sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quan hỷ lắm ha. Xong cái đầu vừa cái cửa mở ra, cái phía sau, cái bà phía sau xọt ngang mới chạy vô liền. Lúc đó mình mới biết mình niệm Phật làm sao nghe. Thì lúc đó mình vẫn còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà lúc này hơi ngầu. Ai nhìn đạo Phật, ai nhìn đạo Phật, thấy không? Bị vượt qua mặt à, một keo rồi đúng không? Cái đầu mình nói kỳ sao vừa mở là mình chạy vô liền mà được. Nhưng mà không ngờ cái người phía sau mình nó cũng canh sẵn luôn. Thì mình cũng đang ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, giống như quan hỷ lắm vậy đó. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, cái tự nhiên cửa vừa mở phía sau nó chọt cái nữa vô. Lúc đó mình nói được rồi đó nghe. À, thì mình biết à, mình là hơi dở quý vị. Nó. À, nên từ nơi đó nhắc những chỗ này quan trọng lắm. Đông gì á, chiều nay đông nữa nè, giờ là chưa đông đâu, chiều đông nữa đó. Bắt đầu nhà sinh đứng hàng chờ. À, bây giờ mình có giàu cỡ nào, nhà mình có sang trọng cỡ nào mà mình đi vô đây nhập cảnh liền nói chứ. Thì nhập cảnh được thì một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Đây gọi là nghiệp tiêu nè, mà tiêu nghiệp là ngay cái chỗ con người mình tu chung, mà đụng chạm với nhau mà mình không buồn họ thì nghiệp mới tiêu.
Cái nghiệp là ở đâu? Cái nghiệp là do con người ở bên cạnh chúng ta là nghiệp chứ ở đâu? Thuận hay là nghịch? Thuận mà dính mắc cũng là nghiệp, nghịch mà buồn phiền cũng là nghiệp. Ở cái cõi này á, thuận người ta giúp đỡ mình thì người ta trả cái nợ giúp đỡ, nghịch là người ta đang đòi mình, thấy chưa? Nên từ nơi đó thuận cũng trả mà nghịch cũng trả luôn. Chỉ còn có một câu A với Đà Phật trong lòng vô cùng hoan hỷ, vậy gọi là nghiệp tiêu rồi đó. Nên hai ngày ở đây tu, thấy không? Hai ngày một đêm, vậy thì chúng ta cũng được khoảng cân trăm mấy chục năm ở thế giới cực lạc. Thấy không? Nó nghe vậy tự nhiên trong lòng của mình cũng phải cố gắng chứ. Chứ nếu không mà bây giờ mình không nói gì mà lợi tụng kinh niệm Phật đại đi, không biết cái gì cả, đụng chuyện bụp tá lã âm binh hết trơn, được cái gì đâu. Đi tu toàn bộ đem bồ đề ra gì không. Còn bây giờ có ông thầy ông nói với mình nghe rõ ràng rồi, mình đã bước đến đây rồi, đông người, mình phải hết sức hoan hỷ, hiểu không? Hết sức là hoan hỷ. Còn bây giờ kêu quý vị đừng cầm điện thoại, theo quý vị cũng cầm theo. Nhưng biết đâu cái chiếc điện thoại này nè, một chút nghe pháp xong ra mất tiêu. Thấy không? Để sạc ở đâu trong phòng á. À, người ta đi ngang thấy ô điện thoại đẹp ha. Thoại gì ạ? À, đời mới hả? Thôi mượn xài chơi nha. Đúng không? À, mình đây mình vui vô cùng, chút mình bước ra phòng về thấy còn cái đầu cục sạc không? Cái chừng nó vớt cái đầu luôn nữa. Thôi lỡ lấy cái đầu cục sạc luôn đi. Thấy không? Rồi mình vừa nhìn cái thấy ô điện thoại đấu tiêu rồi trời. Ai với Đạo Phật, điện thoại đâu rồi? Chắc ăn trộm lấy rồi quá. A Di Đà Phật, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Hiểu không? Dùng cái câu đúng chỗ, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Rồi xong, hẹn gặp ở đây để đòi nợ nhau. Vì mình cũng đời kiếp nào mình vô chùa mình lấy của người ta, bây giờ mình vô đây nó gặp quan gia nó lấy lại quê. Thấy chưa? Nói đây không phải cho mấy anh chị ăn trộm mà nghe mê nghe. Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết trơn á. Phải nhớ rằng cái nghề mà tồn tại nhất của cuộc đời con người chúng ta là nghề đạo đức thôi. Không có cái nghề gì mà nó tồn tại bằng nghề đạo đức hết trơn. Vì cái nghề đạo đức nó giúp cho chúng ta được bình an đời mình, đời con, đời cháu chắc của mình luôn. Là nghề đạo đức nó mới tồn tại thôi. Còn cái nghề mà thái máy tay chân thì thật sự mà nói nó đâu có bao giờ tồn tại đâu quý vị. Dù bây giờ nó được 10 lần vượt qua nhưng một lần bị bắt thì cũng phiền. Mà cái nghề này là cái nghề nó hư thăng mắc nết. Tại vì khi mình lấy của cải mà dễ quá thì mình hư dễ ha. Khi ăn chợ ăn cắp được dễ quá thì mình đi hư dễ. Còn tiền mà từ đồng tiền mà đôi tay cực khổ làm ra thì người ta xài gì người ta cũng chừng mực một chút. Nên quý vị coi cái nhà nghèo thì hạnh phúc, nhưng mà tự nhiên trúng 10 tấm giấy số cái gia đình có chuyện xảy ra. Tại vì sao? Cái đồng tiền này nó đến với mình quá nhanh. Nên khi mình xài mình không có suy nghĩ. Rồi vợ chồng mặc tình xài, con cái mặc tình hư. Tiền có nhưng tai họa đến, nó còn không bằng được chúng ta biết an phận. Nên nó nghèo không phải là một cái khổ đâu, mà cái khổ là chúng ta không biết vui thôi. Nên chúng ta được làm người, được nghe Phật Pháp là thấy mừng rồi quý vị. Nên những đức mong làm sao quý vị về đây mà dùng một hộp cơm, dùng một miếng đồ ăn gì thì chùa cũng hết lòng nhiệt tình thôi. Nhưng mong làm sao quý vị có nụ cười là được rồi. Rồi ví dụ như muốn đặt máy nghe Pháp, máy niệm Phật gì mình đặt xong mình gỡ bên kia. Chứ đừng có đợi để hơi qua xong hai ngày để đặt. Biết đâu ngủ đêm sáng mai không còn cắt. Thì muốn đặt thì qua bên kia đặt đi. Trời ơi, bây giờ chùa mình nó... Bây giờ Phật tử người ta vô người ta cũng cúng dường này kia. Nên cũng có nhiều các anh em thiếu thốn vô đây. Không mà vô chùa mình mấy người mà thiếu thốn vô đây mà kiếm ăn cũng có phước. Có phước là cũng ngồi đây nghe Pháp được. À, ngồi nghe Pháp, ngồi chung với vị luôn á, bằng áo chàng đàng hoàng luôn. Nhưng mà khi nghe Pháp thì không nhìn những đức. Đúng không? Nó nên những đức nói với mấy anh em mà khi phóng sanh đồ này kia mà thấy mà nó nhìn lên trời, nó nhìn vòng vòng, nhìn giáo giác là mấy anh em biết rồi đó. Biết là dân này là dân đang có tầm nhìn tiền bạc Phật chất, thấy không? Nên từ nơi đó có đó quý vị.
Nên bây giờ chúng ta sống ở cõi đời này, càng bình tĩnh suy nghĩ thì đúng là chúng ta thấy cái cõi đời này càng ngày càng bất an. Quý vị công nhận không? Sống ở cái cuộc đời này quá bất an quý vị. Bây giờ nghèo á thì bất an theo nghèo, mà giàu thì bất an theo giàu, mà càng có tiền thì càng bất an quý vị. Càng có tiền thì càng bất an. Nên những đức mà có được chút đỉnh tiền thì đức đem đưa vào thượng xây dựng hết trơn. Kệ, xong. Mình đỡ tính toán suy nghĩ tới quý vị. Hoặc là có dư nữa thì đức cho người mù hết trơn. À, làm thiệt luôn á, không có giỡn đâu. Làm thiệt á. Nó vài bữa tổ chức chương trình mấy bà bầu nè. Có Phật tử đăng ký cũng khoảng 200 bà bầu đó. Trời thấy ghê thiệt. Bầu ở đâu mà dẫn thấy ghê. À, cái chương trình này là chương trình cũng đặc biệt đó quý vị. Chương trình mà nhìn xuống bà nào bà nấy bụng trình bình ngồi. Nhưng mà những đức dặn nghe, bà nào mà còn có 1-2 ngày nữa đẻ thì thôi, ở nhà đi. Chứ bà vô đây mình đang ngồi nói chuyện đây, bà với bà gặn đẻ đây bể chương trình luôn á. Hiểu không? Không, mình thì thật sự mà những đức cứ thường nghĩ gì nè quý vị. Cứ thường nghĩ gì nè. Nghĩ rằng là mình gặp Phật Pháp cái tự nhiên mình có một cái duyên gì lạ quá. Chứ con người này sanh ra đời không có cái gì đặc biệt cả. Mà từ khi những đức gặp Phật Pháp tới giờ sao có một cái duyên lạ quá. Cái duyên là làm cái gì cũng được hết trơn á. Từ khi những đức gặp tịnh độ tới giờ là những đức làm cái gì cũng được hết trơn á. Nuôi người thì được người, mà nuôi nít được nít. À, nuôi già được già, nuôi trẻ được trẻ, nuôi bê đê được bê đê. Ngộ ghê á. Có nhiều người ta nói như đức là đúng là thầy có tay nuôi người thiệt. Nuôi ai cũng mạch. Nó có nhiều bà già ở nhà nằm hoài không chết, mà vô tay những đức cái trên quèo. Lạ vô cùng luôn. Nên bây giờ bà tưởng nó thôi, tôi không có cho ông nhận mấy người yếu mà gần chết vô đây nữa, chùa mà chết hoài không có được. Thôi bây giờ mình chỉ là niệm Phật từ xa luôn. Thấy không? Chứ rõ ràng luôn, có rất là nhiều người con cái nói rằng công nhận thầy mát tay thiệt. Hiểu không? Cái người cần sống thì sống tốt, vô tay thầy sống tốt. Mà cái người cần chết mà không chết thì vô tay thầy chết. Nó ngộ vậy đó. Thì từ đó tới giờ là rõ ràng luôn. Nên bây giờ thôi mình hướng dẫn người ta niệm Phật từ xa đi quý vị. Nên những đức cứ ngồi bình tĩnh suy nghĩ. Những đức nói rằng cái nhân duyên mà mình gặp Phật Pháp tới bây giờ, cái nhân duyên nó rất là đặc biệt. Nên thôi thì trong cái cuộc đời này mình cố gắng mình làm những gì mà mình đang ở thế gian này, mình còn ở đây mình làm đi. Mình làm cho thật là tốt đi, để mai mốt mình đi rồi nó cũng thấy thoải mái. Mình đến đây mình làm sao mà cho nó hết lòng hết dạ đi. Những cái gì mình làm được mình làm hết mình đi. Nên bây giờ chùa mình quý vị coi những đức dính nhiều chương trình. Nhưng mà quý vị phải nhớ cái việc những đức làm nghe, là cái gốc chính dẫn là lấy câu Phật hiệu giải quyết hết luôn. Một câu Phật hiệu luôn chương trình khiếm thị, một câu Phật hiệu luôn lớp đệ tử quy, một câu Phật hiệu cộng tu chủ nhật, một câu Phật hiệu tổ chức Quan Âm. Có nghĩa là một câu Phật hiệu những đức giải quyết tất cả vấn đề luôn. Chỉ có một câu Phật hiệu. Còn có nhiều người niệm Phật mà người ta làm ra chương trình mà là người ta bị mắc cái gốc niệm Phật, nên người ta thất bại. Quý vị nhớ, quý vị làm bao nhiêu chương trình cũng được, nhưng lấy một câu Phật hiệu này để làm hết chương trình luôn. Có nghĩa là danh hiệu A Di Đà Phật, quý vị nhớ có một danh hiệu nghe, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Câu này sâu sắc lắm nè. Sâu sắc lắm nè. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, có nghĩa là tạng hư không khắp pháp giới là A Di Đà Phật. Vì thì dùng một câu A Di Đà Phật này để giải quyết tất cả chương trình luôn là đúng rồi. Dạy bầu cũng A Di Đà Phật, dạy con gái cũng A Di Đà Phật, dạy con trai cũng A Di Đà Phật, dạy bà già cũng A Di Đà Phật. Có nghĩa là dạy hạng người nào cũng A Di Đà Phật. Ai chịu tiếp nhận thì đây gọi là báo vật vô giá. 100% luôn quý vị. Câu vật hiệu này giải quyết tất cả vấn đề trong cuộc đời luôn. Mà chúng ta học tập tới đây thôi quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Nam Mô Thị Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con phát Bồ Đề Tâm tổ chức ngày lễ Vu Lan hai ngày, ngày 16 và ngày 17. Hàng Phật tử khắp nơi nơi tập trung về đây tu rất là đông. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật, chia sẻ Phật Pháp, xong lễ Phật và phóng sanh, cúng thí thực. Toàn thể đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả những người ghi giấy cầu an đang để đây. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không và củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả những chư hương linh vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Đệ tử chúng con cùng khổng tu hai ngày, nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho tất cả chư vị. Nguyện tất cả chư vị đều được thừa hưởng những công đức này. Tất cả những chư hương linh khi hưởng được những công đức niệm Phật, quý vị tỉnh táo sáng suốt, biết nương vào bổn nguyện Di Đà, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Vì nếu giữ cái tâm hận thù đòi nợ thì đời đời kiếp kiếp chúng ta chịu cái cảnh khổ đau đọa lạc, không có ngày ra. Nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ mà nhớ danh hiệu A Di Đà Phật. Đức Phật A Di Đà ngày phát lời nguyện, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ngài là A Di Đà Phật. Khi nghe danh hiệu ngài rồi mà buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ mà chí tâm niệm Phật, dù người này đã từng tạo nghiệp chướng nặng nề có thể đọa tam độ ác đạo, nhưng nương vào bổn nguyện Di Đà chân thật niệm Phật, quay đầu niệm Phật, quyết chí cầu sanh Cực Lạc, thì Đức Phật A Di Đà dẫn tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nên người còn sống hay là người đã chết, chúng ta đã từng tạo nghiệp gì, nhưng hôm nay nghe được pháp môn Tịnh Độ là chúng ta có cơ hội được giải thoát. Nguyện tất cả chúng sanh đều nghe Tịnh Độ có lòng tin và chí thành niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng ngã kiến thấy như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết từ công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết từ giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngộ thành chung ngã kiến thấy như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ thành công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tỷ nhự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, lục lăng ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà và nhật ra hồng, tam bà và việt nhật ra hồng. Giá trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Giá trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, giá trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng.
Nam mô xá sanh tham Bồ Tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nãy sinh phát nguyện vạn sanh, côi sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, dịp tháng 7 này mà chúng ta về chùa được cúng thi thực cũng nhiều gì và được làm lễ phóng sanh. Nhân viên này đặc biệt lắm quý vị. Ông bà cha mẹ người thân mình có nhiều người chết cũng chưa siêu thoát đâu, còn sống thì chia cho nhau chén cơm manh áo chứ. Chết rồi thì dù làm đám dỗ linh đình cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng không có đặc biệt bằng chính mình tu hành, đến chùa mà nhập chúng gì để mình tu. Nhất là trong dịp tháng 7 này chúng ta tu, con cháu tu để hồi hướng cho ông bà cha mẹ hay những người mang nghiệp phá thai, mình về đây 2 ngày mình nghiêm túc mình tu hành để mình hồi hướng cầu siêu cho người thân của mình. Họ mừng dữ lắm, cái này là cái thương người thân thật sự. Mình về mình vừa niệm Phật nghe Pháp, mình cởi mở tâm tư, nên mình niệm Phật chân thật, ngồi đâu đi đâu mình cũng thành tâm niệm Phật, đem cái công đức của toàn thể đại chúng này mình hồi hướng cầu siêu cho họ. Và những người mà ghi giấy cầu siêu để đây được, chúng ta hồi hướng chung hết thì cái công đức này rất là lớn. Và khi chúng ta làm lễ phóng sanh nữa, nên tất cả chúng ta ai cũng từng mang cái nghiệp sát nặng lắm, nên mình mang thân bệnh đau, đủ thứ loại bệnh ung thư, có nhiều loại bệnh bác sĩ chạy, nên cái công đức phóng sanh ăn chay lớn dữ lắm. Nên khi mình mà có cái tâm phóng sanh và mình ăn chay trường thì cái tâm mình tức khắc nó an liền. Khi tâm an rồi thì biết rằng nghiệp chướng tiêu trừ. Nên mỗi lần về đây chúng ta được dự cái lễ phóng sanh, nhất là những ngày lễ này, một ngày chúng ta phóng sanh 3 lần, và chúng ta cúng tí thực cũng được 2 lần. Chư hương linh người ta về đây mình cúng tí thực cho người ta vui lắm, nên mình phiên ta niệm Phật người ta nghe. Nên nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, ai cũng đều nghe Pháp Môn Tịnh Độ và phát lòng tin để niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Và tất cả những chú chim này khi được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng xong mà nghe Pháp Môn Tịnh Độ rồi, khi được thả ra chúng ta nên ở trong chùa nghe danh hiệu Phật. Khi bỏ thân này đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, hoan hỷ vui vẻ, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh